Xin kính chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chủ series học cùng sinh viên EDX. Mình là Nguyễn Trần Cao Việt Phúc, mình là sinh viên khoa 3 của trường đại học EDX. Mà số sinh viên của mình là CV21HB022. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ môn mang tên phát triển thương hiệu cá nhân. Và ở trong buổi học ngày hôm nay thì mình đã được học về những điều mà mình hiểu thêm về cái thương hiệu, cái tầm quan trọng của nó, cái những gì mà nó đem lại cho mình. Và đối với đội đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ mọi người về như những việc chính là về những thông tin về ví dụ như về thương hiệu, nó có tầm vai trò gì, nó mang lại cho mình những gì. Đầu tiên chúng ta trong kinh doanh thì chúng ta thấy cái thương hiệu đó nó có tầm đóng tầm vai trò cực kỳ quan trọng trong việc mà chúng ta kinh doanh này, hoặc là tạo sự điểm nhấn, sự thu hút của mọi người. Nhưng chung quy lại đó là chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh của chúng ta sẽ trở nên thuận lợi hơn khi mà cái thương hiệu của ta nó trở nên ổn định, uy tín, tạo được lòng tin, sự tin tưởng từ mọi người, từ khách hàng, cái khách hàng của mình. Và đã bao giờ chúng ta đã đặt được câu hỏi là cái thương hiệu đó nó mang lại lợi ích gì cho mình khi mà chúng ta lợi ích của việc mà chúng ta phát triển thương hiệu cá nhân hay là không nào? Và điều này, và trong video này mình sẽ nói về những lợi ích mà cái phát triển thương hiệu cá nhân nó mang lại những lợi ích gì cho mình, để cho chúng ta có thể là hiểu rõ hơn về như thế nào. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ được về lợi ích của nó thì chúng ta sẽ thực hiện được, bắt tay vào việc để có thể xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình hoặc xây dựng thương hiệu nào đó. Đầu tiên chúng ta hãy hiểu về bản chất và gốc rễ của vấn đề. Cái thương hiệu ở đây nó mang lại những gì? Nó phải là những thứ chứ, là phải mang lại giá trị cho mọi người xung quanh này, cho khách hàng của mình, phải đem lại giá trị. Và giá trị ở đây thì chúng ta cần phải chính là đặt đúng vị trí, dùng đúng công năng. Có nghĩa là gì? Ví dụ như mình đang có khía mạnh của mình, cái thế mạnh của mình về một cái lĩnh vực nào đó, đúng không nào? Thì chúng ta phải tập trung focus toàn bộ và mọi khả năng của mình và tiềm lực của mình để có thể phát triển vào cái lĩnh vực đấy. Để khi đấy thì chúng ta coi như đấy, nếu mà phát cái điểm đấy, điểm mạnh đấy nó trở nên là mạnh mẽ, có thể phát triển là cực kỳ bền vững và lâu dài, thì khi đó nó đã xây dựng lên cái thương hiệu của mình và mình có lợi thế như thế này. Ví dụ như chúng ta hãy để ý, đặt đúng vị trí không? Với cái chiếc điện thoại iPhone này, pin có trâu không nào? Không cho, đúng không? Sạc nhanh không? Sạc nhanh rồi, cục máy sạc nhanh lắm. Nhưng nó ở đây là gì? Có bảo mật cao, hệ chụp ảnh nét, chụp ảnh đủ nét và chụp ảnh thì cực kỳ đẹp. Chỉ có vậy thôi. Và chính iPhone họ chỉ tập trung vào những thứ đó. Và những cái điểm yếu về những cái điểm yếu, những nhược điểm của cái điện chiếc điện thoại iPhone về sau thì họ không quan tâm đến, họ chẳng quan tâm đến. Độ bảo mật cực kỳ cao, chụp ảnh thì cực kỳ nét. Đó là những nhu cầu phù hợp, cũng phải phù hợp với nhu cầu của chính khách hàng đấy. Khi vậy thì họ đã dùng đúng khả năng của mình, đã tối đa hóa được cái công dụng, giá trị của sản phẩm, tức là dùng đúng công năng, đặt vào đúng vị trí. Thì khi đấy, thì khi họ mạnh về phía đấy, họ tập trung vào đấy, thì những thứ về sau thì khách hàng coi như cũng có, vì cái này đã là quá tốt, quá chất lượng rồi, đã phù hợp, cực kỳ phù hợp với nhu cầu của họ. Cũng giống như là việc mà chúng ta bắt cá leo cây vậy, cá chỉ phát huy toàn bộ tối đa khả năng của nó khi đặt đúng vào môi trường, và chính là môi trường nước. Thì khi đấy nó sẽ dùng mọi khả năng, bản năng của nó để nó thể phát huy, phát triển được. Chứ mà chúng ta bắt cá leo cây hoặc là bắt cá đi trên nước, đi trên mặt đất thì việc đấy coi như là rất khó và không thể. Chính vậy trong phát triển thương hiệu cá nhân, trong việc chúng ta xây dựng thương hiệu, cái giá trị mà chúng ta đem lại nó phải đặt đúng vị trí vào từng thời điểm thích hợp. Ví dụ như tấm bằng đại học chẳng hạn, về 10-20 năm về trước thì tấm bằng nói chung là cực kỳ quan trọng. Mà chúng ta để biết được thời xa xưa, ở bên thời 10-12 năm về trước là kinh tế cực kỳ khó khăn, nhưng mà chỉ cần trong làng của chúng ta hoặc là ngay cả huyện, chỉ có một người, có khi thậm chí có một người đã đổ vào một trường đại học nào đó, một danh tiếng nào đó, thì coi như là cả làng có thể cõi hoặc có khi được biết đến. Và chính vì vậy, khi mà vì đã vào cái trường đại học rồi, nó đã mang cái sức hút, sức ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn rồi, nên khi mà chúng ta đi ra trường mà có tấm bằng thì
thì nó chính là một giá trị thực sự để khi mà chúng ta xin vào việc làm. Đúng là mình cái tấm bằng đó thể hiện sự trí thức của mình, thể hiện năng lực của mình, đúng không nào? Vì 10-20 năm trước cái giá trị của tấm bằng nó cực kỳ được coi trọng, đúng không nào? Nhưng đến thời điểm hiện tại thì sao? Cái tấm bằng nó vẫn được coi trọng nhưng không coi trọng bằng những năm về trước. Chính vì thế mà giá trị của một sản phẩm nào đó hoặc là cái bữa cơm gì cũng phải đặt đúng lúc, đúng thời điểm và phải đúng chỗ nữa. Chính vậy mới phát huy được toàn bộ khả năng của mình, phát huy được toàn bộ khả năng của chính cái giá trị đấy. Và như vậy khi mà giá trị được và khi đạt được giá trị đó đã tối đa hóa, được mọi giá trị, thì đương nhiên rồi cái giá trị của sản phẩm mà được tối ưu hóa thì cái lòng tin, sự tin tưởng của khách hàng sẽ được của chúng ta sẽ được khách hàng công nhận và công nhận cái sự tin tưởng đấy, và cái độ uy tín của thương hiệu của mình cũng sẽ dần dần được tăng lên, cái giá trị cũng đi theo kèm như vậy. Chính vì thế mà cái lợi ích ban đầu của nó đó chính là làm gia tăng cái giá trị của mình, của chính cái sản phẩm, của chính cái thương hiệu lên. Vì khi mà chúng ta có thể thấy là chỉ một cái chiếc đồng hồ thôi, chiếc đồng hồ thì có đồng hồ đeo tay không, có rất nhiều bản đồng hồ, nhưng mà với thương hiệu, những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng thì sao nào? Đồng hồ Rolex này đấy chính là các mỏ họ làm thương mại, vì thương hiệu đấy có sự uy tín cực kỳ cao và một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng lớn. Chính vậy mà khi mà khách hàng này họ coi trọng về hai cái sản phẩm đồng hồ đó, coi là giống nhau, nhưng bên này là thương hiệu Rolex, còn bên này thương hiệu bình thường, thì đương nhiên là khách hàng sẽ tập trung chủ yếu vào cái đồng hồ của thương hiệu Rolex. Chính vì thế cái thương hiệu nó đã nâng tầm cái giá trị của sản phẩm lên, dù chỉ là một vật rất nhỏ nhoi bình thường thôi, điều bình thường cái đồng hồ thôi mà, nhưng nó đặt đúng cái thương hiệu, nó dựa vào hơi cái sự thương hiệu đấy, nó đã làm lan tỏa và sự tăng cái giá trị của chính cái sản phẩm đấy lên, đúng không nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với khi mà cái giá trị của sản phẩm đấy tăng lên thì đồng nghĩa với việc đó chính là cái giá bán cũng sẽ có thể là tăng thêm. Vì khi mà họ tin tưởng và sự kỳ vọng, sự đặt niềm tin vào chính thương hiệu của mình, vào cái chính giá trị của sản phẩm đấy, họ tin tưởng rất tuyệt đối, họ có tin niềm tin vào sự tin tưởng, đúng không nào? Khi đấy thì mình có tăng giá lên thì họ vẫn sẵn sàng bỏ tiền xuống tiền để mua cái sản phẩm đấy về và sử dụng. Chính vì thế, nhưng mà trong kinh doanh như vậy, chúng ta tăng giá sản phẩm chứ phải tăng giá quá đà, chúng ta tăng giá rất từ từ thôi, đúng không? Đây là một quy luật mà chúng ta có thể là biết được rồi, vì khi mà chúng ta tăng giá một cách tăng giá đột ngột đấy thì có khi là lưu lượng khách hàng của mình sẽ có thể giảm xuống cực mạnh và khiến cho công ty của mình rơi vào giai đoạn khó khăn nào đó, thậm chí là đã đến phá sản. Nhưng mà trong kinh doanh mà chúng ta phải làm gì vậy? Chúng ta muốn nhanh thì phải từ từ, đúng không nào? Đúng. Chúng ta mọi việc gì chúng ta phải nâng giá thì cũng phải nâng từ từ. Khi đấy mà chúng ta nâng giá lên, nâng cái giá bán lên, giá trị của giá bán tăng lên, dựa vào sự niềm tin, sự kỳ vọng đã tăng lên thì giá bán chắc chắn sẽ tăng lên. Chính vì thế mà lợi ích của việc phát triển thương hiệu cá nhân của mình, phát triển thương hiệu cá nhân nó sẽ làm gia tăng giá trị cũng như là giá bán, và nó sẽ giúp chúng ta thuận lợi trong việc kinh doanh này, rồi trong việc đó chính là chủ yếu là việc kinh doanh, chúng ta buôn bán hoặc là chúng ta xây dựng để trở thành nên nổi tiếng hơn, để tạo được lòng tin, sự uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng và cho chúng ta, đối với mọi người. Thì khi đấy chúng ta đã bắt đầu khiến mọi người có thể chú ý thực sự đến cái sản phẩm của mình. Và nếu bất kỳ cái thương hiệu nào mà đã đánh mất đi cái sự uy tín, cái sự tin tưởng của chính khách hàng mà họ đang ưu ái được dùng đấy, thì đấy chính là con dao hai lưỡi. Vì khi họ đã có niềm tin rồi mà chúng ta đã phạm một sai lầm nào đó, thì dần dần niềm tin đấy dần dần mất đi. Cái sự tin tưởng, cái sự niềm tin đấy được tạo dựng lên một cách là từ từ, nó thực sự là khó khăn để tạo được niềm tin, được sự tin tưởng tuyệt đối đấy từ khách hàng. Nhưng nếu mà chúng ta sơ sẩy thì coi như mọi thứ, mọi công sức mà chúng ta dồn, chúng ta xây, nỗ lực xây lên biết bao nhiêu năm qua thì thực sự là đổ sông đổ bể. Chính vậy khi mà thương hiệu của chúng ta đủ lớn, đủ mạnh, tạo sự được tin tưởng, thì cái giá trị sản phẩm cũng như là cái giá bán
nó sẽ tăng theo. Và như mình đã nói, khi mà chúng ta đặt đúng vị trí, cái giá trị sản phẩm của chúng ta đặt đúng vị trí thì sẽ được mọi người công nhận và thậm chí là có thể là trân trọng về điều đấy. Có thể là trân trọng về điều đấy. Và cái thương hiệu này nó sẽ giúp ta bán được, giúp ta bán được giá cao hơn, đúng không nào? Cùng là một chiếc đồng hồ như mình đã nói, chiếc đồng hồ Rolex, đồng hồ bình thường, Casio bình thường, tầm mấy chục ở ngoài chợ, với đồng hồ Rolex tầm mấy triệu, chẳng hạn, thì cái sự uy tín, cái sự sang trọng của đồng hồ Rolex hơn, vì cái chính cái giá tiền nó là đã chênh lệch cực kỳ lớn, và cái chính cái thương hiệu của hai cái hãng đồng hồ này là cực kỳ chênh lệch với nhau. Khi đồng hồ Rolex nó đã xây dựng thương hiệu ở chợ dần, thương hiệu một nổi tiếng. Và trong buổi video ngày hôm nay thầy đã nói về cách đó chính là mình đã kể một câu chuyện, mà trong câu chuyện đấy nói về một cậu bé đã nhặt được viên đá ở dưới suối, và thầy của ông của đứa bé đã khiến cho cậu bé, vì trong gia đình của cậu bé đang nghèo, không có tiền mua gạo. Chính vì vậy mà ông của bé đã nói là con hãy lấy đá để đem ra chợ bán. Vậy phiến đá vô chi đấy mà sao đem lại chợ bán mà có thể mua gạo được? Chính vì thế mà bé và cậu bé đấy đã nghĩ ra một cách để làm sao để xây dựng cái thương hiệu cho cái đá đấy. Chỉ đá đấy chỉ bình thường thôi, chỉ đem ra chợ bán, và nhiều người bán vì thấy viên đá đấy thì ủa sao bán cái viên đá này nhỉ, biết viên đá này có gì đặc biệt hay không. Chính vậy viên đá đấy đã kích thích cái sự tò mò, sự chú ý đến của mọi người xung quanh, của một khi mua trộm. Và sau đó thì dần dần một ngày không được, hai người ngày cũng không ai hỏi hàng, và đến ngày thứ ba thì sao là đã có người hỏi và thấy thương cậu bé quá, vì ở đang chợ mà tự nhiên là bán đá và không biết có thu nhập gì hay không. Chính vì thế mà có người đã hỏi giá, nhưng hỏi rồi cái giá bán không thì cậu bé lại không bán. Ủa phải khiến cho ui viên đá này sao tôi trả cộng đồng một đồng mà lại không bán. Chính vì thế họ lại đến một ngày hôm sau lại nhiều người khác tò mò và trả giá cao hơn, trả giá lên cao hơn. Và đến lúc về nhà thì ông lại đá cho bán được chơi ở trong trưa, và giá họ bán, giá họ để cái viên đá này là bao nhiêu thì có bé 10 đồng. Và ngày thứ sau thì lại lên tăng lên cấp 10 lần, chính là 100 đồng. Đó chính là việc lấy cái giá trị của thương hiệu khiến cho người khác tò mò, khiến cho để chúng ta xây dựng một thương hiệu để khiến cho cái viên đá chỉ vô chi mà đấu giá, giống như dạng đấu giá để khiến cho mọi người định giá mọi người qua được định giá cái viên đá đấy là 100 đồng. Trong xây dựng và phát triển thương hiệu cũng vậy, chúng ta phải làm gì đó để khiến cho mọi người có thể là sự chú ý nhớ đến mình, nó chính là cách đặt tên thương hiệu. Còn khi cái thương hiệu của ta đã lớn mạnh rồi thì việc mà chúng ta cái giá trị của sản phẩm nó cũng sẽ tăng theo, vì mình phải giá trị phải cùng với chất lượng của sản phẩm đấy, nó phải trong hẳn cùng với nhau, cùng với cái thương hiệu của mình để tạo sự hợp nhất, sự đồng nhất, và cả hai phải cùng nhau song hẳn, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển. Và chính cái giá trị cũng như giá bán nó đã tăng lên rồi thì đương nhiên rồi, con đường kinh doanh của chúng ta sẽ dần trở nên thuận lợi hơn, chúng ta sẽ tốn ít công sức hơn. Quá trình mà xây dựng cái thương hiệu đó thì cực kỳ khó khăn cho chúng ta, đúng không? Chúng ta phải làm cách nào để khiến mọi người chú ý. Nhưng mà khi thương hiệu của chúng ta đã lớn mạnh, tạo đủ lòng tin, sự tin tưởng đối với mọi người xung quanh thì mọi công việc của chúng ta về sau sẽ dần dần trở nên dễ dàng hơn, vì đã tạo cho mọi người sự lòng tin, sự tin tưởng, cái niềm tin và sự uy tín của thương hiệu đấy, cái sản phẩm đấy, cái giá trị của sản phẩm đấy đã được đề cao, thì đương nhiên là chúng ta kinh doanh sẽ thuận lợi hơn, chứ vậy sẽ tốn ít công sức hơn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay của mình về những lợi ích mà việc phát triển thương hiệu cá nhân, việc phát triển thương hiệu nó mang lại chúng ta những lợi ích lớn lao như vậy đấy. Việc khó nhất là cách mà chúng ta, quá trình của chúng ta làm sao thực hiện để đưa cái thương hiệu của mình cho nhiều người biết đến. Và khi nhiều người đã biết đến, có niềm tin, có uy tín, có sự tin tưởng rồi thì
công việc của chúng ta là chú trọng chất lượng sản phẩm của mình cao hơn thôi, vì uy tín cái thương hiệu của chúng ta đã có rồi. Thì đồng nghĩa với việc chúng ta làm gì đó để tạo nên sự khác biệt, nhưng trong quá trình phát triển đấy thì đồng nghĩa với chất lượng sản phẩm cũng như là giá trị nó phải song hành cùng với thương hiệu đó. Và khi mà thương hiệu đã lớn mạnh thì chúng ta không cần phải phát triển thương hiệu đến, vì thương hiệu của chúng ta đã được biết đến và đã nổi tiếng và đã lớn mạnh rồi. Thì tiếp theo chúng ta thì tập trung vào cái chất lượng của nó thôi, chúng ta dùng toàn bộ tập trung đấy, chúng ta sẽ đẩy cái giá trị của mình vào tập trung vào vấn đề đấy, thì khi đấy chúng ta sẽ tốn ít công sức hơn cũng như là thành công trong kinh doanh sẽ đến với ta. Vì phát triển thương hiệu cá nhân là lợi ích nó mang lại là gia tăng giá trị và giá bán. Và đó là những gì mình đã học được trong buổi học số 6 của môn phát triển thương hiệu ngày hôm nay. Và đây là những điều mình muốn chia sẻ cho các bạn hiểu thêm về những gì mình đã học được ở Đại học EDX này. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào đó hoặc muốn chia sẻ thêm về mình quá trình mình đã làm thương hiệu như thế nào, hoặc là mình còn lợi ích khác mà cái phát triển thương hiệu, phát triển thương hiệu này nó mang lại cho chúng ta, thì các bạn hãy comment của mình lại để chúng ta cùng nhau học hỏi và phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, và cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe và theo dõi mình trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều.